lần này của vở nhạc kịch Chuyện tình nàng Giáng Hương thì Bích Na Beauty vô cùng hân hạnh được đồng hành và là nhà tài trợ chính trong đêm diễn này. Lý do lớn nhất mà khiến cho Bích Na Beauty quyết định tài trợ và đồng hành cùng với vở nhạc kịch Chuyện tình nàng Giáng Hương đó là vì vở nhạc kịch này là một cái vở nhạc kịch được đầu tư rất là công phu, hoành tráng. Là một cái vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam dựa trên một cái câu chuyện cổ tích rất là thuần Việt và hướng đến những cái thông điệp rất là đẹp đẽ, hướng đến cái sự chân thiện mỹ là những cái mà trong cái tiêu chí của mình thì Bích Na Beauty cũng luôn luôn hướng đến. Trong vở nhạc kịch này thì Bích Na ấn tượng nhất là vai diễn của Từ Thức. Có lẽ là tại vì mình là phái nữ cho nên là sẽ bị sự thu hút từ khác phái hay chăng. Nhưng mà Bích Na thấy rằng cái tình yêu của Từ Thức ở trong vở kịch nó thật sự là một cái tình yêu rất cổ tích. Yêu từ những cái rung động nó chân thật nhất và sẵn sàng vượt mọi phong ba, sóng gió để mà theo đuổi đến cùng tình yêu của mình. Thì Bích Na nghĩ là đâu đó mỗi cô gái trong cái cuộc sống đời thực cũng đều ao ước mình có được một người yêu như vậy và một tình yêu đẹp như vậy.